Có gì không? Đường quan trọng không thấy gì hết đâu mọi người. Mình ngồi này thì mình cũng đâu thấy gì này đâu. Đi đi ơi. Sao lưng kìa, sao lưng kìa. Đâu rồi? Nó như mù quá. Đâu có đèn đâu. Hello, xin chào mừng toàn thể quý cô chú anh chị và các bạn đã quay lại kênh tôi Sang Mai Vlog cả nhà. Hello cả nhà, chào mừng toàn thể quý cô chú anh chị và các bạn đã quay lại kênh YouTube của mình giờ buổi tối. Cả nhà thì mấy hôm nay anh đi một mình thì cũng bị con quỷ này giật chích lên chích xuống mọi người ơi. Thì cả nhà thì mấy hôm nay thì mình bị bệnh cho nên điện nổi. Thì mấy hôm nay thì cũng có rất là nhiều cô chú điện thứ nhất là hỏi thăm sức khỏe mình, thứ hai là hỏi sao con không đi với lại anh Tú để đi mình quá là nguy hiểm. Thì hôm nay mình cũng chưa có hết hoàn toàn, nhưng mình cũng cố gắng đi chung cho hai anh em cho nó an toàn xíu cả nhà. Thì có gần giờ thì con quỷ nó hút gần gần chứ nó không hút mình, mà tại vì mình bắt buộc nó hút mình thôi. Cả nhà thì hôm nay anh em mình thật sự đến đây thì cũng chưa có biện pháp nào để khắc chế con quỷ này và làm thế nào cả. Thì do thứ nhất là cái con quỷ này nó xuất hiện bất thình lình, chứ không kiểu như là những cái vong trước đây anh em mình từng gặp xuất hiện lâu hoặc là xuất hiện trước mặt anh em mình lâu, anh em mình có thể dùng bất cứ cái biện pháp nào để nó thu phục được. Còn bây giờ thì nãy xuất hiện cái biến tiêu, xuất hiện biến tiêu cho nên anh em khó có lòng mà thu phục được. Thì kiểu như nó tấn công mình bất ngờ không, mình không có thể nào lường trước được nên đôi khi thì anh em mình không trả tay không được. Nó thì đôi khi có phải giật mình và giọt ra khỏi nhà chứ ở đó. Nghe bên trong có tiếng động bên trong. Thì cả nhà thì hiện tại bây giờ anh em mình ngồi đây nhưng mà mới phía bên trong ngôi nhà thì nó phát tiếng đùng đùng gầm gầm trong á. Thì cả nhà thì nói chung là khu vực ở cái nhà quan này là ở ngoài sau là có một cái nhà quan nữa. Nhưng mà anh em mình cái chỗ ở của anh em mình, nhà anh em mình á thì xa, đến đây lại xa quá. Cho nên anh em mình không có thể đến ban ngày được. Nếu mà có đến ban ngày được, anh em mình sẽ quay xung quanh cái khu vực nhà này và nhà sau cho cái nhà cùng xem. Thì nếu mà có dịp mà trời không còn mưa nữa rồi, nắng lên khô đường á, thì nếu được thì anh em mình sẽ đến đây quay một ngày ban ngày cho cái nhà mình xem một tập, cho cái nhà mình nắm rõ khu vực ở nhà này và phía sau khu vườn xài lúc ngoài sau có ngôi nhà nữa mọi người. Tại vì xa ở đây quá, xa dữ lắm. Đó, thì đó là dự định thôi, anh em mình cũng chưa biết như thế nào nữa mà hết mưa mới được. Thì ở nhà thì từ sớm giờ thì anh em mình cũng nói sơ về cái vong quỷ ở trong cái căn nhà quan này. Thì cả nhà bây giờ hai anh em mình mời cả nhà cùng hai anh em mình vào bên trong nha. Ok thôi cả nhà. Thì hôm nay anh em mình mở cửa sẵn cái gì dễ bề giọt mọi người. Rồi. Ê, em thấy bên trong nhà phía buồn mở cái đèn giống á.
cái đèn. Ừ. Đang có đèn không á? Mình thấy mở đèn mà. Ừ. Mà cái cửa không phá luôn. Không, lần trước nó không phá đâu. Bóp bóp trong. Mà bước vô đây cũng đặt cục đen này, hắn thồn rồi. Cục như cái đầu tóc xỏ ấy. Màng nhất. Màng nhất. Mình vô cũng nhỏ dội luôn. Có. Không mở nào nó mở. Đèn, cho đèn thua. Chắc chắn là người đang bên trong đó. Nhưng mà anh em mình nhiều lần đi vào cũng không thấy mọi người. Thấy làm gầm 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 chống nhưng đi vô không thấy. Đâu đi vô chứ đi, anh đứng ngoài này quay thôi. Bây giờ mình để cho Nguyên vào trong đi mọi người, mình sẽ ở bên ngoài. Nó để ghế vô, quýnh vô nó ghế, đẩy ghế bại ghế luôn. Không. Thấy không? Có gì không? Đừng quan trọng không thấy gì hết trơn mọi người. Mình ngồi này thì mình cũng đâu thấy gì này đâu. Đừng nghe ơi, cho lưng kìa, cho lưng kìa. Đâu rồi? Mà thấy lú đầu rồi. Anh mới quay lên thấy lú đầu rồi, anh chụp anh liền luôn trời. Nãy anh vô rồi không thấy. Bởi vậy. Nhưng mà anh vừa đi ra anh thấy thò đầu đây nè. Thò đầu đây rồi anh chụp anh liền luôn. Vừa mới kêu rồi chưa kịp. Hôm đó em đặt cái cam như nè. Đặt lấy cái thanh này quay ra hết thấy hết cảnh luôn. Đặt cam màu. Đây nè. Cục cái chỗ nãy bị vô mình thấy đó. Ừ. Bởi vậy. Nãy làm đùng 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 đấy đúng không? Tử. Vô đây. Vô anh quay. Bình thường quay đâu thấy gì đâu. Thì em ở ngoài em đứng ngoài. Anh mới quay dưới này để xem dưới này coi có dưới này không. Thì anh vừa khởm đó là thò đầu ra nắm lên đó. Em kêu không kịp. Thì trong này cái nhà mình thấy rồi thì hầu như là rất là nhỏ thôi. Mở gì vậy? Đường một đường chảy. Thank you.
gì vậy? Lục này có gì không? Ê, bên ngoài tiếng động. Bên ngoài có tiếng. Bên ngoài có tiếng động. Có nghe bong bong bong. Là bên ngoài mới nghe tiếng động hơn trước thôi. Tiếng pình pình. Mới nghe tiếng động trong. Trong rồi. Đèn tắt kìa. Ừ, đèn tắt queo rồi. Cao máng đó thì nhìn quay trắng tường thấy đứng nó đứng không? Thấy cao đứng máng chưa không? Thấy trắng tường tưởng nó đứng không? Nó làm như vô trọng không thấy. Quan sát đó nghe. Tối quá tối không thấy mẹ vậy. Trong, nó như mù quá. Đâu có đèn đâu. Thank you.
đâu? Nãy đứng đây nè. Bây giờ ông thấy nè. Thẳng nó hẹp mà. Đi. Vô đèn luôn mà đi vô quay hết. Quay cái gì đó trung tâm luôn. Tại vì cái gì này nó cũng tận đó. Thank you.
Xong cái mình chạy ra thấy cam, anh Tú chạy trước mình chạy sau, thì vô chạy ra thì bị thì lúc đó thì em trời ơi, thấy rằng em đang quấn mà anh quấn bắt quá cái dần vậy đó. Thì cái nhà thì hồi nãy là mình vô đi ra, cái nhà Tú đi ra trước mình đi ra sau, nóng bệnh rồi. Thì bây giờ anh em mình chắc có lẽ để quấn được cái vùng biển này, cái khu vực nó là phải cũng kiến vụ này à, anh em thì mới quấn nó nhiều lần cho nó cái lực nó yếu rồi thì nó mới nó khuất phục được. Chứ bây giờ anh em mình nãy giờ là khi vào thì xuất hiện âm hành trong này, hai anh em mình đi vào thì quay thì có gì, vừa đi ra thì lại trong này âm ầm nữa. Thì coi chắc là anh em ở đây anh em mình sẽ tạm ngưng để chuẩn bị anh em mình đặt cam một khống kiến. Ok nhà anh em về mời. Ok nhà. Thì bây giờ anh em mình sẽ bắt đầu cúng kiến và chuẩn bị đánh vòng này cả nhà. Thì cả nhà thì hôm nay thì mình đặt cái gốc cam này thì thấy hết trong khu vực này. Thì anh em mình đến đây thì hầu như là bây giờ cái đèn quá còn đốt nhang hoặc là đốt giấy tiền bạc trên cái nhà. Nhưng mà bây giờ thì anh em mình dụ nó. Tại cái chỗ này dơ lắm. Mấy cái chổi luôn có gì quất luôn. Nãy quất mấy cây chổi mà không dám thế chứ. Hôm trước mình cũng cúng kiến ngồi thế này nè, biển nó bóp cổ nó chết luôn. Vì cái nhang đâm như đầu nữa. Chứ cháy cái đầu luôn, lủng đầu. Tưởng là thiếu lâm tự. Làm phép cho nó phái trước đi. Thank you.
lấy cái đèn vô đây mới được. Cái đèn tại vì bây giờ mới quýnh nó mà mới quýnh nó mà để đèn sáng quá nó không thức, nó không dám ra đâu, mình phải để đèn mờ mờ thôi. Để gì đó cho nó vừa thấy được rồi. Cái nhà thì anh em mình đã cúng kiến xong và bây giờ thì chỉ cái việc ngồi đợi thôi, khi nào mà nó xuất hiện thì giải quyết luôn. Một lần đêm nay đi quay về cũng bệnh, sáng chích thuốc, đêm ngày nào chích thuốc, làm sao mình tiếp xúc với khối âm nhiều, cơ thể mình yếu. Mấy hôm nay anh bị bệnh trong mình cái nó yếu. Hay là quất mấy bác khoái này, sợ luôn rồi. Cái gì quýnh chúng hai lần luôn. Một lần anh em quýnh nó, một lần anh nó nắm anh em quýnh được một cái nữa nó văng ra rồi. Là hai lần. Bây giờ cúng kiến này nọ thì văng khói nó thôi không thấy xuất hiện. Rồi nãy lúc mình mới vô nó làm ầm chỗ này. Ừ. Chỗ đó thấy gì? Có tiếng động bên ngoài. Bên ngoài tiếng động ở nhà. Giấu ở trong đi. Chừng thấy nó giống xuất hiện. Nhất bây giờ rồi tôi nghe lắng nghe bên ngoài. Mấy nữa em ru mới sợ, tại vì nó tiếng động bên ngoài biết nó ngoài. Còn này em ru thì không biết nó hiện ra đâu nè. Ngồi về để ngồi đợi chờ thợ. Dạ. Cái nhà thì bây giờ thì anh em chủ yếu chỉ ngồi đợi thôi, chứ chả biết làm thế nào luôn. Bây giờ cái tiếng động bên ngoài chạy ra ngoài thì không thấy gì, mà chạy vô trong nữa không thấy gì.
Nghiện vô rồi. mà hồi cái bị nói bị kéo bị quýnh hoài, giờ ngồi đây và đợi nó xuất hiện quất nó thôi. Đó 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 đó, chắc cái bông này nó bị cái nó phòng thủ rồi. Nghe tiếng lôi gì rổ rổ vậy. Tiếng động ở ngoài trước không? Tức gì chứ? Vậy chứ mà anh em đặt cả ngoài không thấy gì chứ. Cũng mấy lần mà đặt hai góc chứ bộ. Họ cũng thấy gì. Nhưng cái gần Đi góc ra ngoài bị giống như che. cái góc này nè. Cái góc này xéo đây nè mà anh em bị nó quấn te tua tả luôn, không thấy cái này thấy gì. Bị cái cam bị che vậy. Tiếng động nghe gần gần hay vậy. Mà không biết phát ra từ đâu, nghe gần gần mình gần mình mà không biết hết từ đâu. Cũng kiểu này mà hổng nguyên cái nồi lửa nó bay mình. Bởi vậy không biết con mình đang làm gì. Nghe tiếng, nghe tiếng giống đi trên dáng đâu vậy. Ở nhìn xung quanh coi. Quái nào không ấy ta, em bị quấn trúng bị mày. Trúng hả? Em chưa kịp đưa quái nữa. Anh đưa bác quái vậy nè, chắc cái bác quái đã cản nó cho anh á. Có sao em chưa kịp đưa quái nó quấn em, anh đại đưa bác quái này nó quấn không vô được đó. Mà sao anh thấy nó anh đưa bác quái lên nó sao quấn em được ta? Nó hay bị dội lợn nó biến chứ, không đúng không? Mà em nghĩ là chắc do là đang nó muốn anh cái nước quá nên chịu lại đó. Nó cũng không bị gì mà anh cũng bị gì luôn. Em mới chuẩn bị đưa đẩy mà này là gặp nó quất liền luôn. Nó gặp rồi đánh nó luôn, đưa liền ra luôn, đừng có tính kêu hai anh em mình hợp sức cho nó mạnh hơn mà tiêu được cái này. Động nó mắc quá này là bây giờ gài bẫy đi, bây giờ gài bẫy. Bây giờ mình gài bẫy nha, mình để cái quái gì hoài nè anh Nguyên. Bây giờ mình gài bẫy đó, mình để có quái gì hoài nè, chừng nào xuất hiện là nó bị dính luôn. Mình biết nào xuất hiện biết đâu thì để nó đứng ở đây một đường không đứng được. Đứng không được đâu, tiếng gì trời. Hoài trời. Đâu mất cái gốc nó bay xuống. Trên đó đó. Đó. Nghe tiếng. Mình mới chọn cho nó đâu có thu rồi nghe tiếng. Đấy nè. Chừng nào không ra là bập nó liền. Mấy cái lần nhỏ mình khi mình đưa bác quái ra nhập là bác quái là nó văng ra liền.
Mà do cái nãy tại vì đang quýnh anh nó dội lỡ. Em thì bị dính trưởng. Còn nó vòng đây nè. Tôi sợ luôn. Để luôn. Thốn à, thốn ở đây thôi. Giống như là ai có cái giống như cái để cái gì mà thụt cho mình á, như cái cây nhọn thụt cho mình thốn nhíu một cái. Mình đưa quá khoái ra cho nên mình không bị trúng. Được có quá hỗ trợ. Phản đam á. Để thế thì nó không xuất hiện ở nhà. Thôi giờ chủ yếu có để thôi, chỉ có để ý đi. Chừng nào xuất hiện quốc thôi chứ giờ để vậy hoài thì nó không dám xuất hiện. Ngồi đây nó chui cái này chui ra không trời. Ngồi đây biết sao đây. Cái này mà thò ra biết sao nói. Chút dùng kẹt này nè. Là nó nằm sụm luôn mà nằm sụm xuống rồi luôn rồi biến mất tiêu luôn mà ừ nó còn tiếng động đó không? Nhưng mà vẫn còn nghe tiếng động chắc lẽ nó chạy á dữ quá thì cái nhà thì hai anh em mình lúc nãy là chưởng mà ngâm luôn đừng mới quýnh nó mà ngâm luôn á mỗi lần anh em mình chỉ chưởng rút là thôi kiểu như nhá cho nó bị văng ra thôi còn này anh em mình đẩy ngâm luôn nên nó chắc bị nặng rồi anh thấy nó biến nằm đó luôn thấy nó nằm gục nó luôn mà để nghe để chút xíu đi coi thử còn tiếng động gì nữa hay không còn nữa hay không nếu mà im luôn là chắc lẽ nó bị nặng rồi đó cái con này là phải đánh cho nó vài lần vậy bởi vậy nên nó yếu lại mới được bởi vì nó yếu là nó mới hiền lại chứ nó mạnh quá rồi nó kiểu như nó thấy mình yếu nó dập mình á giọt luôn em nghĩ nếu mà trong nhà này mà kiểu như nó bị không ẩn trú được nó sẽ phải ra bên nhà phía sau hoặc là ra những cái khu vườn sau này mấy vườn xài sao đó âm u ừ. Là khu vực đó thì đâu có gắn người đi qua lại lắm cái vườn này người ta đã chủ nhà tao mới mở rồi cái khu vườn xài đâu có ai vô đâu thì cái nhà thì anh em mình lại cũng quýnh cùng đồng sức quýnh nó thì thấy nó nằm đó biến mất thì chắc có lẽ đang bị thương rất là nặng này thì cả nhà thì chắc có lẽ đến đây thì nay mình cũng kết thúc clip luôn cả nhà tại vì hai nay mình mới đánh cái vong quỷ như là nó nằm xuống dưới đó luôn và nó biến mất tiêu luôn thì giờ em ngu luôn rồi chắc có lẽ là nó sợ rồi thì cả nhà thì chú anh chị quý anh em mình nhớ đăng ký kênh nha để đón xem tập tập sau anh em đến đây xử cái vong quỷ này như thế nào cả nhà. Thì ok, thì đến đây anh em mình xin kết thúc clip tại đây. Thì cuối clip anh em mình cũng xin chúc cả nhà có thật sức khỏe cả nhà. Ok, chúc cả nhà mình nha. Chào nha.